thấy thầy đứng ở đây cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Thì thầy có thể cho em biết được cái diễn biến của trận đấu này đang diễn ra như thế nào đúng không ạ? Thấy như các bạn thấy là trên sân là vừa có một cái tình huống rất là nguy hiểm. Thì tôi đã theo dõi cái trận đấu này từ đầu giờ thấy là dù tỷ số đến bây giờ vẫn là còn là 0-0 nhưng mà hai đội vẫn đang rất là quyết tâm để giành cái 3 điểm. Cảm ơn em đồng thời.